Chào các bạn. Hà tìm đến yoga với mong muốn được giải tỏa những căng thẳng muộn phiền trong cuộc sống. Sau vài năm tập luyện, yoga đã cho Hà nhiều hơn thế. Và bây giờ, yoga đã trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của Hà. Chào các bạn. Hà nhận thấy rằng việc tập luyện yoga giúp chúng ta có một cơ thể săn chắc, khỏe mạnh và gợi cảm. Đây là bài tập được thiết kế riêng khơi dậy ngọn lửa đam mê bên trong cơ thể của bạn. Và bài tập này sẽ tác động toàn bộ cơ thể, giúp cơ thể của chúng ta săn chắc và gợi cảm. Bây giờ hãy cùng tập luyện với Hà nhé. Lưu ý trước khi bắt đầu tập yoga. Trước khi bắt đầu bài tập, các bạn hãy chuẩn bị thảm, khăn lau và một chai nước. Chọn cho mình một không gian dành cho việc tập luyện, tránh những tiếng động và mất tập trung khi tập luyện. Hãy tắt điện thoại, TV. Tập luyện tốt nhất vào buổi sáng, trước khi ăn hoặc sau khi ăn khoảng 2 giờ. Tránh việc tập luyện quá sức. Hãy lắng nghe cơ thể bạn cho đến khi cơ thể bạn hòa nhịp với mỗi động tác. Trong khi tập, nếu bạn cảm thấy chóng mặt hay đau cơ, hãy ngồi xuống thư giãn, uống một chút nước và tập trung vào hơi thở cho đến khi bạn cảm thấy thoải mái trở lại. Đừng so sánh với người khác khi tập luyện. Khi tập yoga, hãy tập trung vào cơ thể và từng động tác của chính mình. Lúc bắt đầu tập luyện, hãy bắt đầu chậm rãi, cứ kiên nhẫn và cố gắng hết sức mỗi lần tập luyện từng động tác. Hãy chọn cho mình tư thế ngồi thoải mái nhất. Thẳng lưng, tay đặt lên hai đầu gối và nhắm mắt lại. Hãy ngừng các dòng suy tưởng, tập trung vào từng hơi thở đều đặn trong cơ thể của bạn. Hít thật sâu, đưa tay lên, khuỷu tay thẳng và lòng bàn tay hướng vào nhau. Thở ra bằng mũi, hạ tay xuống. Tiếp tục thực hiện động tác. Hít vào, thở ra, giữ thẳng lưng, vai và cổ thả lỏng. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Hít vào, mặt hướng nhìn lên, khuỷu tay thẳng. Ba, hai, bàn chân chập vào nhau, ngồi thẳng lưng, mắt nhìn về phía trước, từ từ kéo sát hai gót chân để hai bàn chân chạm nhẹ vào nhau, nhẹ nhàng quạt hai đầu gối lên xuống, tựa như hai cánh bướm đang vẫy nhẹ. Giữ lưng thẳng và chú tâm vào nhịp thở.
Bây giờ ngả người tới phía trước. Hít vào, thẳng người lên. Thở ra, hãy cúi đầu về phía trước nhẹ nhàng. Hít vào trong khi ngồi dậy, đầu ngửa ra sau. Thở ra, ngả người xuống phía trước, càng sâu càng tốt. Hít vào, nâng người lên, nhìn và hướng cằm lên trên. Cảm nhận sức căng của vùng hông và vùng đùi sau. Đây là các động tác làm nóng cơ thể. Các bạn hãy tập thật nhẹ nhàng và chậm rãi. Bây giờ hãy cố gắng chạm trán xuống sàn, giữ nguyên tư thế, nhắm mắt, hít vào chậm rãi rồi thở ra. Từ từ hít vào, ngồi dậy, mắt nhìn ra sau, giữ ở tư thế này. 3, 2, 1. Từ từ quay đầu về vị trí ngồi, mắt nhìn ra phía trước. Bây giờ thẳng chân, để hai chân thư giãn. Trở lại với tư thế ngồi bắt treo chân và giữ lưng thẳng. Chúng ta sẽ tập cho xương sống của mình. Xoay người, đặt bàn tay trái lên đầu gối phải và tay phải đặt ra sau lưng. Đẩy vai phải xoay ra sau, mắt nhìn ra sau hết mức có thể. Chậm rãi trở về tư thế ban đầu. Và quay sang trái, xoay vai trái ra sau. Hãy cố gắng nhìn ra sau càng nhiều càng tốt. Hãy cảm nhận phần thân trái đang căng ra. Và tiếp tục. Xoay sang phải. Bên phải. Tiếp tục như thế thật đều đặn. Tập trung vào phần cơ thể đang di chuyển và giữ nhịp thở đều. Và bên phải. Giữ ở tư thế này trong 10 giây. Từ từ quay người và giữ tư thế này trong 10 giây. Năm, bốn, ba, hai, một. Từ từ quay đầu về vị trí ngồi, mắt nhìn ra phía trước. Bây giờ đưa tay lên, đặt bàn tay phải xuống sàn. Nghiêng dần thân người sang bên phải, sao cho khuỷu tay phải chạm sàn, trong khi hông và chân vẫn cố định. Cảm nhận hông đang căng ra và giữ chân trái vẫn cố định trên sàn. Ba, hai, một. Từ từ trở về tư thế ban đầu, đổi bên và lặp lại các động tác. Đặt tay trái trên sàn. Từ từ nghiêng người về phía bên trái, sao cho khuỷu tay trái chạm sàn, trong khi vẫn giữ chân phải chạm sàn. Tay phải càng duỗi thẳng càng tốt và mắt nhìn lên. Chúng ta đang tập luyện để kéo căng phần hông của mình. 3, 2, 1.
tục thêm một lần nữa. Đặt bàn tay phải xuống sàn. Di chuyển cơ thể bạn dần về phía phải. Giữ nguyên vị trí và tư thế ngồi của chân và hông trái. Tay trái duỗi thẳng, trong khi hông và chân vẫn cố định. 3, 2, 1. Đặt tay trái trên sàn. Di chuyển dần về phía bên trái. Nhớ giữ nguyên vị trí và tư thế ngồi của chân và hông trái. Tay phải thẳng. Về tư thế ngồi. Đặt hai bàn tay xuống sàn và thư giãn cơ thể. Bây giờ ta chuyển sang các bài tập ở tư thế đứng. Các bạn hãy đứng ở giữa thảm. Hít vào, đưa hai tay lên cao, lòng bàn tay hướng vào nhau. Thở ra, gập người tới trước và hãy nhớ giữ đầu gối thẳng. Giữ nguyên tư thế trong 10 giây. Đối với những bạn mới bắt đầu tập, nếu cảm thấy đau ở đùi sau, có thể khuỵu gối một chút. Nếu cảm thấy thoải mái, gập người xuống phía trước nhiều hơn đến khi trán chạm đầu gối. Hít vào, từ từ trở lại tư thế đứng thẳng và vươn hai tay lên cao. Thở ra, hạ hai tay xuống. Tiếp theo, mở rộng hai chân, xoay bàn chân trái ra ngoài, giữ đầu gối thẳng, từ từ đưa hai tay lên cao. Thở ra, gập người, từ từ hạ thấp người sang trái cho đến khi hai bàn tay chạm sàn và người gập sâu hết mức có thể. Giữ chân thẳng, giữ nguyên tư thế trong 10 giây. Nếu cơ thể bạn chưa quen, tay bạn không thể chạm tới sàn, bạn hãy nắm vào cổ chân. 3, 2, 1. Hít vào, từ từ trở về tư thế đứng thẳng và vươn hai tay lên cao. Thở ra, nhẹ nhàng xoay người trở về tư thế ban đầu, hạ hai tay xuống. Đổi bên, xoay mũi chân phải sang bên phải. Hít vào, vươn hai tay lên cao, từ từ xoay người sang phải. Thở ra, hạ hai tay xuống, gập người xuống cho đến khi hai tay chạm sàn. Từ từ gập người hết mức, hai chân duỗi thẳng, giữ nguyên tư thế trong 10 giây. Hít vào, vươn hai tay lên cao, từ từ trở lại tư thế đứng thẳng. Thở ra, dần dần hạ hai tay xuống rồi quay về tư thế ban đầu. Đổi bên, từ từ đưa hai tay lên cao. Thở ra, gập người, từ từ hạ thấp người sang trái cho đến khi hai bàn tay chạm sàn. Giữ chân thẳng. Nếu bạn cảm thấy đau ở phía đùi sau, có thể gập gối nhẹ. Hãy lắng nghe cơ thể mình và điều chỉnh sao cho thoải mái khi tập luyện. Sau một thời gian tập yoga, cơ thể bạn sẽ quen dần và ngày càng dẻo dai hơn. Từ từ trở về tư thế đứng thẳng và vươn hai tay lên cao. Thở ra, nhẹ nhàng xoay người trở về tư thế ban đầu, hạ hai tay xuống. Đổi bên, xoay mũi chân phải sang bên phải. Hít vào, vươn hai tay lên cao, từ từ xoay người sang bên phải. Thở ra, hạ hai tay xuống, gập người xuống cho đến khi hai tay chạm sàn. Giữ nguyên tư thế trong 10 giây. Hai chân duỗi thẳng. Ba,
hít vào, vươn hai tay lên cao, từ từ trở lại tư thế đứng thẳng. Thở ra, dần dần hạ hai tay xuống rồi quay về tư thế ban đầu. Xoay mũi chân trái sang trái, hơi xoay mũi chân phải vào trong. Hít vào, đưa hai tay lên cao, xoay người sang trái, ngực mở rộng, đẩy vai mở ra sau. Hít vào, mặt hướng nhìn lên, khuỷu tay thẳng và giữ nguyên tư thế trong 10 giây. Đầu gối và gót chân tạo nên một đường thẳng. Hít vào, thở ra bằng mũi. Dần dần hạ tay phải xuống, chạm vào phía sau đùi, cong người ra sau, mắt nhìn theo tay và giữ nhịp thở đều, sâu. Giữ nguyên tư thế trong 10 giây. Hít vào. Vươn hai tay lên cao, từ từ trở lại tư thế đứng thẳng. Thở ra, dần dần hạ hai tay xuống. Đổi bên. Hít vào. Đưa hai tay lên cao, xoay mũi chân phải sang bên phải, hơi xoay mũi chân trái vào trong. Từ từ xoay người sang phải và gập đầu gối. Hãy giữ nguyên tư thế trong vòng 10 giây và hít thở đều đặn. Bạn có thể điều chỉnh chân trái lùi ra sau sao cho cơ thể bạn cảm thấy thoải mái. Hãy nhớ mở rộng vai, vươn người ra sau, mắt nhìn theo tay và khuỷu tay thẳng. Dần dần hạ tay trái xuống và chạm vào phía đùi sau. Cong người ra, mắt nhìn theo tay và giữ nhịp thở đều và sâu. Các bạn hãy nhớ cảm nhận nhịp thở và cơ thể của mình. Hãy giữ nguyên tư thế trong 10 giây. Bạn cảm thấy thế nào? 3, 2, 1. Hít vào. Vươn hai tay lên cao. Từ từ trở lại tư thế đứng thẳng. Thở ra, dần dần hạ tay xuống. Khép hai chân lại với nhau. Hít vào, nhón gót và vươn hai tay lên cao. Hai bàn tay đan vào nhau. Mắt hướng nhìn lên. Hãy giữ nguyên tư thế 10 giây. Khuỷu tay thẳng. Thở ra và từ từ hạ tay xuống. Các bạn hãy ngồi xuống, thả lỏng và duỗi thẳng hai chân ra trước. Giữ lưng thẳng, co chân trái và gác lên đùi phải. Hít vào, vươn thẳng hai tay lên cao, khuỷu tay thẳng. Thở ra, gập người từ vùng thắt lưng tới trước. Nếu có thể, với hai tay nắm lấy gót chân và giữ nguyên tư thế trong 10 giây. Có thể cảm nhận vùng cơ của lưng, hông và đùi đang căng ra. Chậm chậm ngẩng đầu lên, hít vào, hãy hạ hai tay xuống, hãy trở về vị trí cũ. Lặp lại động tác với chân phải đặt lên đùi trái. Hít vào, hai tay đưa lên cao, khuỷu tay thẳng. Thở ra, gập người xuống, hai tay nắm vào gót chân. Giữ nguyên tư thế trong 10 giây. Khuỷu tay chạm sàn, trán chạm gối. Hít vào,
vươn thẳng tay lên cao, thở ra, hạ hai tay xuống, ngồi thẳng, hai chân duỗi ra phía trước, bàn chân hướng lên trên, lưng thẳng, hít vào, vươn hai tay lên cao, khuỷu tay thẳng, thở ra, gập người từ phần thắt lưng xuống phía trước cho đến khi ngực chạm vào đầu gối, hai tay nắm hai ngón chân cái, khuỷu tay chạm sàn, vươn dài cột sống, giữ nguyên tư thế trong 10 giây, nếu có thể, trán chạm nhẹ vào chân. Hít vào, ngồi thẳng dậy, đưa hai tay lên cao, thở ra, hạ hai tay xuống. Hít vào, vươn hai tay lên cao, khuỷu tay thẳng, thở ra, gập người, hai tay nắm hai ngón chân cái, khuỷu tay chạm sàn. Đây là động tác giúp tăng khả năng dẻo dai của đùi sau và lưng. Giữ nguyên tư thế trong 10 giây. Nếu các bạn cảm thấy không thoải mái, có thể co đầu gối, quan trọng là giữ lưng thật thẳng, cố gắng cúi gập người hết mức có thể. Cảm nhận sự căng ở lưng và đùi. Hít vào, ngồi thẳng dậy, đưa hai tay lên cao, thở ra, hạ hai tay xuống. Bây giờ, chống hai tay ra sau. Từ từ nâng hông lên, hai chân thẳng, cơ thể tạo thành một đường thẳng và mắt nhìn ra phía sau. Hãy giữ tư thế này trong 10 giây. Hít sâu vào, thở ra nhịp nhàng. Đây là động tác rất có lợi cho cánh tay. Hạ hông xuống nhẹ nhàng và trở về tư thế ban đầu. Ngồi thẳng lưng, hai chân khép lại, đầu gối và mũi chân duỗi thẳng. Từ từ đưa hai chân lên một góc 60 độ. Hai tay vươn thẳng, giữ tư thế này trong 10 giây. Đây là động tác giúp cho chúng ta có cơ bụng hấp dẫn, thở đều. Nếu bạn cảm thấy khó, hãy co đầu gối lại, nhưng luôn luôn giữ thẳng lưng. Từ từ nằm xuống, khép hai chân, hai tay đặt dọc theo người. Hít vào. Từ từ nâng hai chân lên cao, đầu gối duỗi thẳng, tiếp tục đẩy hai chân qua khỏi đầu cho đến khi mũi chân chạm sàn. Nếu có thể duỗi thẳng hai tay, hãy đan hai bàn tay vào nhau và giữ tư thế này trong 10 giây. Nếu bạn cảm thấy khó khăn, bạn có thể dùng tay đỡ lưng. Dần dần trở về tư thế ban đầu. Duy trì nhịp thở bình thường. Nằm thẳng, đẩy mạnh khuỷu tay, nâng vai và đầu lên. Mắt nhìn ra sau, ngả đầu ra sau đến khi đỉnh đầu chạm vào sàn. Chắp hai tay trước ngực. Bây giờ nếu cảm thấy thoải mái, bạn có thể nâng hai chân lên, duỗi thẳng đầu gối và giữ nguyên tư thế trong 10 giây. Miệng ngậm lại, giữ căng vùng cổ họng. Nếu không thoải mái, bạn có thể hạ chân xuống, từ từ trở về tư thế ban đầu. Hạ chân. Đưa hai tay về cạnh hông. Hạ người xuống. Cổ và lưng duỗi thẳng. Và nằm thư giãn. Hít vào chậm rãi. Hít vào, từ từ nâng hai chân lên một góc 90 độ. Thở ra, hạ chân xuống từ từ đến khi tạo góc 30 độ. Tiếp tục hít vào, nâng lên 90 độ. Thở ra, hạ xuống góc 30 độ. Nếu các bạn cảm thấy không thoải mái, bạn có thể đặt hai tay ra sau mông. Lặp lại động tác trên và đầu gối duỗi thẳng.
chân lại, vòng hai tay ôm chân đến khi đầu gối chạm ngực, nâng đầu lên, cằm chạm vào gối. Hãy giữ nguyên tư thế vài giây. Hạ đầu xuống, thả lỏng tay và chân. Thư giãn vài giây. Bây giờ, tay dang dọc, co chân, đưa hai chân về bên trái, đầu hướng về bên phải, khuỷu tay thẳng, hai vai trên sàn. Thở ra và lặp lại đổi bên. Hít vào, quay về vị trí ban đầu. Hãy lặp lại động tác này 10 lần. Thực hiện nhịp nhàng, hít vào, thở ra để cảm nhận sức căng ở phần hông. Hít vào, thở ra. Hít vào. Duỗi thẳng hai chân dang rộng, hai tay thả lỏng, làm sao cho cơ thể bạn cảm thấy thoải mái nhất. Hít thở bằng mũi. Từ từ đưa tay trái lên, co hai chân lại. Hãy xoay người sang bên trái. Thở ra và từ từ ngồi dậy. Trở về tư thế ngồi chéo chân, lưng thẳng, mắt nhắm, vai và cổ thư giãn. Hít thở thật sâu và thật chậm. Chắp hai bàn tay trước ngực, xoa đều hai tay vào nhau đến khi nóng lên, rồi đặt lên mắt và vuốt từ mắt xuống cổ ra sau gáy, rồi massage phần thắt lưng sau. Từ từ thở ra và gập người xuống. Hít vào và trở lại tư thế ngồi. Hạ mong tất cả các bạn sẽ luôn tràn đầy năng lượng sau mỗi bài tập. Xin chúc tất cả chúng ta sẽ có thật nhiều sức khỏe và bình yên trong cuộc sống.